Em quên nhiều thứ mà. Có em, bao giờ em đẻ con mà, xong rồi em không, bị Covid mà. em đừng nói như vậy đó, chị có người cũng bị như vậy. Như vậy thì cũng tốt, tại vì đôi khi mà nếu mà giận nhau thì với cái trí nhớ tốt của em á, nhớ nhớ quên quên á, thì chắc vài ngày hôm sau em lại quên hết. Đúng vậy. Cho nên là khi mà đạo diễn chương trình có hỏi em là em có nhớ cái thời điểm nào mà hai người cãi nhau không, em bảo em chẳng nhớ. Anh chắc nhớ, lẽ ra phải hỏi anh. Không, sao mà nhớ được? Không cãi. Không cãi nhau. Không cãi nhau đấy, đúng không? Em... Cãi làm gì? Thua luôn. Cãi làm gì? Thua luôn. Nice. Cãi là sẽ thua đấy. Đúng rồi, chắc chắn. Rồi.